Mấy ngày qua thì Mojang có đăng lên một video giới thiệu về cái chùy mới. Thì về cơ bản thì đều là những thứ mà chúng ta đã biết rồi và mình cũng đã giới thiệu rồi. Tuy vậy thì ở trong cái video đó có nhắc tới một cái thứ gì đó, thứ mà giúp chúng ta có được cái heavy core. Cái heavy core là cái để dùng để chế tạo ra cái chùy đó anh em, là cái cục này nè. Đây, cái cục này trên tay mình. Họ nói như thế này nè: "For now you can use a trial key for a chance of getting one from a vault, but don't expect it to always be that easy. Let's just say it's going to be quite an interesting rare challenge." "Rare, you say?" "Very rare." "It's good to know." Và họ có vẻ như đang úp mở mở về một thứ gì đó. Anh em hãy thử nghĩ xem nè, chúng ta có một món vũ khí mới, chúng ta có một khu vực mới. Vậy biết đâu được chúng ta còn có một thứ gì đó trong cái khu vực mới nữa. Có thể là một con boss chăng? Tại vì mình nghĩ đó là cái thứ duy nhất mà Mojang có thể thêm vào một con boss mới ở cái khu vực Trial Chamber. Thứ mà chúng ta có thể farm chẳng hạn để thứ mà chúng ta có thể farm chẳng hạn để chúng ta có được cái heavy core này. Nói chung là cái heavy core này dùng để chế tạo cái chùy đó anh em, và thường thì cái vũ khí này là cái vũ khí late game rồi. Nói chung là trễ về sâu lắm thì chúng ta mới có thôi, thông thường là như vậy. Bởi vì cái việc mà tìm kiếm cái Trial Chamber cũng không hề dễ dàng gì đâu. Tại sao cái thằng khứa này nó cứ ở đây vậy hả? Mày làm gì đây? Rồi, quay lại thì hôm bữa mình review thì mình có bỏ quên mất hai cái, đó là có hai cái banner mới. Hai cái mẫu banner mới. Hai mẫu banner này mang tên Flow và Guster đều được tìm thấy ở trong cái vault của cái Trial Chamber. Là cái này nè anh em, mở bằng cái chìa khóa đó. Cái này là Flow, còn cái này là Guster. Guster thì nó sẽ giống cái con thần gió bay vòng vòng đó, quỷ gió. Rồi Flow thì nó sẽ giống cái kiểu mút. Mình cũng chả biết nữa, anh em có thể tưởng tượng ra cái này là cái gì. Tuy vậy thì với hai cái này thì anh em sẽ có nhiều thứ hơn để anh em kiểu chỉnh sửa ở trong những cái banner của anh em. Nhiều thứ xịn sò hơn và đẹp hơn rất là nhiều. Và sau đó nữa, hôm nay chúng ta sẽ thử nghiệm một số thứ với lại cái chùy này. Có nhiều anh em nói rằng là hãy thử tưởng tượng một con baby zombie, con zombie con đó, mà nó sở hữu cái này và nó té từ trên cao xuống và nó đánh mình thì sao? Liệu mình có bị one shot chết hay không? Trên thực tế thì mình sẽ lý giải chỗ này cho anh em. Ở trong Minecraft theo mình nhớ thì không có bất kỳ một cái loài vật nào có thể nhảy và đánh cả. Hình như là ngoại trừ con dê á, hình như con dê có nhảy và đánh. Ok. Thì cái việc mà tính đam về thêm việc nhảy trên cao xuống và đánh vào người đối với những loài vật khác dường như là không thể nha anh em. Đi kèm với đó, vậy thì ví dụ nếu mà một con zombie cầm cái chùy này và té trên cao xuống và nó đánh chúng ta thì sao? Điều đó thì thực sự cũng đáng để thử nghiệm. Mình chưa bao giờ nghĩ về việc đó. Chúng ta sẽ bật cái này lên và chúng ta sẽ lên trên đây. Ở trên này mình sẽ summon, triệu hồi đó anh em, triệu hồi ra một con baby ấy. Trời ơi, đang peaceful rồi anh em ạ. Để hot luôn, đó cho nó cháy. Đây là một con baby zombie cầm một cây chùy. Nhìn nguy hiểm ha. Ok, để coi nó có thể giết chết chúng ta một người không có một mảnh giáp nào che thân hay không. Anh em thấy rồi đó. Ây à, đừng có giết thằng dân làng của tôi chứ hả. Anh em thấy rồi đó, nó vừa đánh mình với một cái lượng sát thương gọi là sát thương bình thường á, sát thương bằng cách nó cầm cái chùy này và đập bình thường vào mình, chứ không phải là nhảy lên đập hay là rơi xuống đập. Có nghĩa là cái thời gian mà nó tiếp xúc với chúng ta, nó có nghĩa là thời gian mà nó phát hiện và nó tấn công chúng ta nó chậm hơn rất là nhiều so với lại cái việc nó từ trên cao xuống, té từ trên cao xuống và đánh. Nó không có canh trước được như vậy. Thế nên là khi mà và nó rớt chạy xuống đây thì nó sẽ bắt đầu cái hoạt động là đánh chúng ta. Khá là kỳ lạ. Tuy vậy thì mình vẫn sẽ thử một con khác. Một con vật mà không phải là một con vật, một loài quái vật. Ây da, trời, quên lộn chưa, có đã bật cái kia lên. Một loài quái vật mà theo lý thuyết thì nó có thể thấy chúng ta được từ xa. Đây, mình sẽ summon một con skeleton. Không biết là điều đó có đúng hay không. Cái này vẫn là bí ẩn. Liệu con skeleton có thấy được chúng ta từ xa hay không? Một bát skeleton cầm cái chùy nhìn rất là lực điền. Let's go. Nope. Không anh em ạ. Tuy rằng là nó có thể thấy chúng ta từ xa theo lý thuyết, nhưng mà có vẻ như Minecraft không nó hoạt động như vậy anh em ạ. Và tiếp theo đó chúng ta sẽ thử thêm một bát nữa. Liệu rằng cái bát này có đánh được chúng ta hay không? Hoặc là ở trên đây là cao quá, mình có thể xích lên một tí xíu. Mình nghĩ mình xích lên một tí xíu đi.
chúng ta sẽ triệu hồi một con pillager thử xem. Thông thường bác này nhìn chúng ta cũng ở khá xa nè, liệu rằng nó có one shot được chúng ta hay không? Nó có thấy chúng ta không vậy? Không giống như là nó đang thấy mình. Ok. Này ông đánh chúng ta sao? Wait what? Nó không cầm cái này để nó đánh được. Wait what? Mình sai gì vậy ta? What the heck man? Ta sẽ thử với con heo vậy. Alright. Nó đang bị biến đổi rồi. Ok. Let's see. Ây da. Cái đó đâu nha. Cái đó đâu? Từ từ. Oh no. Ok. Đam của nó như bình thường anh em ạ. Đam của nó rất là bình thường. Nó không nhìn thì giống như là nó đang kiểu nhảy từ trên xuống đánh chúng ta cùng một cái lúc đó, nhưng mà không phải. Đó là đam bình thường của nó. Thế nên là anh em cứ tự tin rằng là cho dù là mấy con zombie nó lượm được cái này thì đam của nó giống như là những con zombie lượm được cây kiếm kim cương thôi, không có gì cả. Trừ khi mà nó nhặt được cái bộ giáp kiểu Netherite full cường hóa của anh em thì lúc đó anh em mới sợ thôi nha. Và ở đoạn cuối video này thì mình hôm bữa mới coi được một cái video từ bên Trung Quốc. Có một cái màn collab rất là hay mà mình muốn chia sẻ cho tất cả mọi người coi. Tuy vậy thì nó không đáng để được gọi là một video riêng biệt nói về nó. Thế nên là mình sẽ để ở đoạn cuối video này cho tất cả các bạn coi. Một màn collab mình chưa từng nghĩ nó sẽ xuất hiện ở trong Minecraft. Đó là Minecraft kết hợp với Conan. Thám tử lừng danh Conan. Ngạc nhiên chưa? Thực tế đây là một cái sự kiện giống như là mừng năm mới ở bên Minecraft Trung Quốc á anh em. Kiểu anh em làm nhiệm vụ hàng ngày nè, rồi anh em sẽ được skin của những nhân vật ở trong Conan. Nhìn tính ra cái trailer nhìn cũng rất đẹp, và đi kèm với đó thì cái giao diện ở bên trong game ở bên đó thì kiểu giao diện sự kiện mà nó cũng nhìn cũng khá là ổn áp đó. Rất tiếc thì phần còn lại của thế giới không được trải nghiệm cái đó. Ok, cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra xem video này và xem mình test thử cái hệ thống vũ khí này cho anh em. Chúc anh em có một buổi tối tốt lành và hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye.